vì sao phim do Hoàng Thùy Linh đóng chính có rating thấp kỷ lục. Không Ngại Cưới chỉ cần một lý do là phim truyền hình đánh dấu cho sự trở lại của Hoàng Thùy Linh trong vai trò diễn viên, nhưng hiện tại vẫn không mấy thu hút khán giả, thậm chí có mức rating thấp kỷ lục. Phim Không Ngại Cưới chỉ cần một lý do dự kiến kéo dài 30 tập, được phát sóng giờ vàng trên VTV3, quy tụ dàn diễn viên khá bắt mắt như Hoàng Thùy Linh, Nhan Phúc Vinh, Quỳnh Lương, Trọng Lân, Bảo Hân. Đặc biệt sự trở lại của Hoàng Thùy Linh với vai nữ chính, đóng cặp cùng nam chính Nhan Phúc Vinh được kỳ vọng sẽ tạo nên một cặp đôi song kiếm hợp bích trên màn ảnh nhỏ. Diễn xuất của Hoàng Thùy Linh trong vai Yến chưa tạo được ấn tượng với người xem. Không Ngại Cưới chỉ cần một lý do đang chiếu đến tập 12 nhưng nội dung xoay quanh được cho là khá nhạt nhẽo. Bởi chỉ là chuyện làm sếp, quản lý nhân viên của Yến ở một chi nhánh và chuyện của gia đình Yến ở quê mà ông trọng, cụ Mão đang là mấu chốt cho những tình huống phát sinh, rồi chuyện yêu đương của Đông cùng mối quan hệ với cô chủ quán cà phê tên Huyền. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Phong và Yến có liên quan đến tình cũ tên Sĩ của Yến đến tận lúc này vẫn chưa tạo nên những nút thắt mở hấp dẫn hay kịch tính. Có cảm giác nội dung phim đang dàn trải, kéo chậm và lan man, không có cao trào đẩy cảm xúc cho người xem. Nhan Phúc Vinh tạo nên sự thú vị cho nhân vật Phong. Diễn xuất của Quỳnh Lương trong vai Huyền được khen nét hơn nữ chính. Hoàng Thùy Linh sau nhiều năm không đóng phim truyền hình thì sự trở lại lần này có phần hụt hơi. Nếu khán giả từng xem phim Đường Đời, Đi Về Phía Mặt Trời hoặc phim điện ảnh Thần Tượng, Trái Tim Quái Vật sẽ có sự so sánh khá rõ nét về diễn xuất của diễn viên Nhật Ký Vàng Anh. Trong phim, Yến làm quản lý cho chi nhánh của một công ty lớn, được cho là sếp nữ xinh đẹp, giỏi giang, nhưng đến tận lúc này người xem vẫn chưa thấy Yến toát lên được vai trò làm sếp. Khi đối đầu với khó khăn của chi nhánh, với nhóm nhân viên hơi trẻ con, chơi nhiều hơn làm và đặc biệt là với Phong, Yến vẫn chưa làm nên chuyện gì đặc biệt. Cách diễn của Hoàng Thùy Linh có cảm giác gượng gạo, hơi gồng, không toát lên được thần thái của nhân vật ngoài gương mặt đẹp và phục trang khá ổn. Trên một vài diễn đàn phim, nhiều khán giả nhận xét: tôi không yêu ghét Hoàng Thùy Linh nhưng thấy diễn viên này không biết đóng phim, gượng lắm, kịch bản cũng không hay, vì vậy không xem. Hoàng Thùy Linh diễn cứng, đơ, xem không cuốn. Cũng có ý kiến cho rằng phim hay hay không cũng một phần do kịch bản, còn diễn xuất của diễn viên chỉ là một phần thôi. Hoàng Thùy Linh diễn vậy cũng được, tuổi cô ấy thế là xinh rồi. Quan trọng là kịch bản phim có lay động được khán giả xem không, còn diễn xuất chỉ là một phần thôi. Trong khi đó, dàn diễn viên phụ như Trọng Lân, Quỳnh Lương, Bảo Hân, nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn, Thanh Bình nhận được phản hồi tốt. Trong khi đó, dàn diễn viên phụ được cho là diễn khá ổn và tạo sức hút cho phim. Theo thống kê của một đơn vị thì trong các phim được phát sóng giờ vàng, Không Ngại Cưới chỉ cần một lý do có mức rating thấp nhất chỉ đạt 3.7%, được cho là bộ phim ghi nhận mức sụt giảm tỷ suất người xem nhiều nhất từ trước đến nay. Phim có mức rating thấp thứ hai là Cuộc Chiến Không Giới Tuyến với 4.1%. Còn Biệt Dược Đen dẫn đầu với rating 4.3%. Không Ngại Cưới chỉ cần một lý do còn một đoạn đường khá dài mới kết phim nên kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong diễn biến nội dung cũng như diễn xuất của nữ chính để lôi cuốn khán giả.